Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video cực kỳ hữu ích cho các mẹ bầu. Đó là 7 mẹo cực kỳ đơn giản cho bà bầu bị chuột rút. Bà bầu bị chuột rút là một triệu chứng phổ biến trong thời kỳ mang thai. Chuột rút không những khiến mẹ bầu mệt mỏi, khó chịu mà còn ảnh hưởng tới giấc ngủ, tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Thế nhưng có rất nhiều biện pháp giảm chuột rút hiệu quả mà bà bầu vẫn chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái video này để cho các mẹ tham khảo để giảm cái tình trạng chuột rút cho các mẹ bầu nhé. Bà bầu bị chuột rút nguyên nhân do đâu? Chuột rút là một triệu chứng liên quan đến bệnh lý về cơ và có thể gặp ở những người bình thường. Còn phụ nữ mang thai, nguy cơ chuột rút tăng lên nhiều lần. Chuột rút ở bà bầu có thể là do nhiều nguyên nhân. Dưới đây là một số nguyên nhân chính. Thứ nhất là do trọng lượng cơ thể tăng lên, làm tăng áp lực. Thứ nhất là do trọng lượng cơ thể tăng lên, làm tăng áp lực đến các cơ ở chân, gây nên hiện tượng chuột rút. Các bác sĩ đã chứng minh nguy cơ bà bầu bị chuột rút tăng lên vào ban đêm, mùa lạnh và đặc biệt là giai đoạn cuối thai kỳ. Thứ hai là trong giai đoạn đầu thai kỳ, bà bầu hay bị mệt mỏi, ốm nghén, buồn nôn và khiến cho cơ thể thiếu dinh dưỡng, thiếu các nguyên tố vi lượng cần thiết, mất nước, vân vân, gây nên chuột rút. Nguyên nhân tiếp theo đó là khi bé lớn lên dần, cơ trơn tử cung của mẹ phải giãn rộng ra, do đó các cơ dây chằng xung quanh tử cung cũng bị kéo căng, sinh ra các cơn co rút ở vùng bụng. Nguyên nhân tiếp theo là trong thời kỳ mang thai, bà bầu rất dễ thiếu hụt các canxi, đặc biệt là những thai ở kỳ cuối. Nhu cầu canxi của cơ thể mẹ tăng cao do sự phát triển của trẻ. Nếu không được bổ sung đầy đủ, canxi từ các cơ quan trong cơ thể mẹ bị rút ra để dành cho bé. Do thiếu canxi nên các cơ Để ngăn chặn chuột rút, bà bầu nên áp dụng các cái bí kíp dưới đây, rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả các mẹ nhé. Thứ nhất, chế độ ăn uống giàu canxi. Bà bầu nên bổ sung thực phẩm giàu canxi trong thực đơn hàng ngày như sữa, các loại hải sản, ngao, sò, tôm, cua, nấm hương, rau cải chip, rau chân vịt. Thứ hai, dùng thực phẩm bổ sung chứa canxi phòng chuột rút khi mang bầu. Dù chế độ ăn giàu canxi nhưng cơ thể mẹ vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu canxi cho bé phát triển. Chính vì thế, bà bầu nên sử dụng các thực phẩm bổ sung chứa canxi để đảm bảo cho bé phát triển toàn diện. Thứ ba, tập thể dục thường xuyên giảm hiện tượng chuột rút. Bà bầu cực kỳ lưu ý không nên ngồi hoặc đứng một chỗ quá lâu, vì thế sẽ khiến mẹ bầu tăng nguy cơ chuột rút. Thay vào đó, bà bầu nên vận động nhẹ nhàng từ 10 đến 20 phút giữa giờ làm việc, đi dạo quanh nhà vào sáng sớm và buổi tối. Luyện tập chỉ giúp bà bầu thư giãn thoải mái, giảm căng thẳng, đau đầu mà còn giúp cải thiện tình trạng chuột rút rõ rệt. Thứ tư, không làm việc quá sức. Mang vác đồ quá nặng, đặc biệt vào những tháng cuối khi trọng lượng cơ thể tăng lên sẽ làm áp lực xuống đôi chân, và đó là cũng lý do khiến cho bà bầu rất dễ bị chuột rút. Vì thế, mẹ bầu nên tránh làm việc quá sức hay những công việc nặng nhọc, bởi vì chuột rút khi đang làm việc có thể dẫn đến những nguy hiểm không thể lường trước được. Thứ năm, xoa bóp chân nhẹ nhàng dễ chịu hơn cho các bà bầu khi bị chuột rút. Sau cả ngày làm việc, bà bầu hãy dành thời gian thư giãn cho bản thân. Đôi khi chỉ là 20 phút massage cho đôi chân cũng làm cơ thể nhẹ nhàng hơn và rất nhiều. Còn gì tuyệt vời hơn nếu việc này được các ông xã của mình đảm nhận. Massage từ đùi đến bắp chân, rồi đến mắt cá chân, ngón chân. Không những giúp máu lưu thông tốt hơn mà còn giúp bà bầu giảm chuột rút ở những chân hiệu quả.
Thứ sáu, kê chân khi ngồi hoặc nằm. Để một chiếc ghế nhỏ dưới chân khi làm việc cũng như kê chân lên gối khi ngủ cũng là một giải pháp rất tốt cho bà bầu bị chuột rút. Kê chân giúp máu lưu thông tốt hơn, không những giảm phù mà còn giảm được cả chuột rút. Tuy nhiên, bà bầu cần lưu ý những thay đổi của bản thân như chuột rút kèm theo các dấu hiệu như đau bụng dữ dội hoặc chảy máu âm đạo. Khi đó, bà bầu cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn và điều trị.